của gia đình tăng quyến, xin được cảm ơn gia đình các ông bà, các bác, anh chị. Kính mời toàn thể đại gia đình về nơi tiếp đón uống nước, xin chân thành cảm ơn. Hương xong, kính mời các bác về bàn nơi tiếp đón uống nước, chân thành cảm ơn. Thắp hương kính chỉ cho các cháu là bạn của Hiền, con gái cụ, vĩnh biệt. Thưa hương hồn ông Vũ Tử, chúng tôi những người đồng hương Nam Định đang sống ở phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, được tin ông qua đời, trong lòng chúng tôi cũng đau xót phần nào. Thế rồi hôm nay lại đến viếng ông. Vâng, thưa hương hồn ông, kiếp người là duyên nợ mà lành vỡ lẽ thường tình. Giờ này, vâng, giờ này hội viên hội Nam Định lại vắng đi một con số, lại thiếu đi một người, con người. Thưa, kính thưa hương hồn ông, biết rằng nhân dân Nam Định và những người Nam Định ơi, hôm nay và đêm nay có thể mất ngủ bởi vì những người con xa quê lại chẳng bao giờ về được nữa đâu. Và biết rằng ông như con hạt đang bay về phía chân trời, nơi đó là hoàng hôn. Bởi vì hôm nay nhiều lý do khác nhau cho nên hội viên chưa về kịp để thắp hương viếng ông. Cho phép tôi xin thay mặt hội đồng hương, xin kính cẩn nghiêng mình và có nén nhang, xin vĩnh biệt ông. Thắp nến tâm hương vĩnh biệt cụ xong, xin được cảm ơn toàn gia anh em con cháu bên ngoài về nơi tiếp đón uống nước, chân thành cảm ơn. Mời phần lễ tiếp theo chân. Ngân hàng Nam Á là đồng nghiệp với con trai thực của cô, dâng nén tâm hương đặt vòng hoa tang gửi lời chia buồn cùng tang quyến dưới suối vàng mong cô chứng tâm. Dạ vâng, sau khi tăng quyến cảm ơn gia đình và các bác anh chị thắp hương. Sai là đồng nghiệp với con rể cường của cụ vào để dâng hương. Cảm ơn anh dâng hương kính lễ cụ xong, mời về bàn uống nước chia buồn tăng quyến. Mời phần lễ tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của gia đình em hội truyền, hàng xóm lễ viếng và để dâng hương viếng hương hồn bác, mời gia đình vào thắp hương. Alo. Tôi Vũ Ngọc Viên cùng vợ là Vũ Thị Sơn và các em của anh được tin anh về với tiên tổ, chú và thím cùng các em đến thắp nén hương và vĩnh biệt cháu về với tiên tổ với dạ lòng được thoải mái thanh thản, không có gì ân hận.
Dạ vâng, thay lời của gia đình Thăng Quyến, xin được cảm ơn gia đình ông cùng với các bác anh chị. Kính mời đoàn thể đại gia đình cảm ơn xong về nơi tiếp đón của gia đình uống nước. Xin chân thành cảm ơn. Thắp nén thơm hương đặt vòng hoa tang, dâng lên kính viếng vong linh hương hồn cổ dưới suối vàng Mông Cổ Trưng Tâm. Xin được cảm ơn đoàn dâng hương. Cảm ơn các tâm hương thay lời vĩnh biệt, mong ông dưới suối vàng ông về chứng tâm. Cảm ơn gia đình ông bà cùng với các anh chị. Kính mời đại gia đình về bản uống nước chia buồn Tăng Quyến. Mời phần lễ tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của gia đình chị Siêm cùng với các con cháu vào để dâng hương viếng vong linh hương hồn ông. Trân trọng kính Tăng Quyến. Dạ vâng, cảm ơn gia đình bà. Sau khi thăm viếng xong, mời gia đình bà về bản nơi tiếp đón uống nước để chia buồn Tăng Quyến. Xin chân thành cảm ơn. Đại biểu chi nhánh vận tải đường sắt Hà Nội cùng các phòng ban ở Hà Nội do ông Nguyễn Hùng Lâm trưởng đoàn cơ quan với con dâu cụ là chị Phan Thị Dung lấy viếng tâm thành vào để dâng hương viếng cụ. Kính mời đoàn vào dâng lễ. Ngàn thu xong, xin được cảm ơn quý khách. Mời quý đoàn về bàn nơi tiếp đón uống nước. Chân thành cảm ơn. Lời vĩnh biệt mong cổ dưới suối vàng an giấc nghỉ ngàn thu, cổ về trung tâm độ trì cho anh em chúng con trong đoàn là bạn với con rể cường của cổ luôn được mạnh khỏe bình an. Cảm ơn đoàn. Thắp nén tâm hương thay lời vĩnh biệt, mong ông dưới suối vàng ông an giấc ngàn thu. Xong cảm ơn. Mời phần lễ tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của cháu bác Sơn hàng xóm vào để dâng hương viếng cụ. Xin trân trọng kính mời. Vàng chứng tâm độ trì cho đoàn các cháu là bạn học của con trai thực cổ ở Hà Nội lấy viếng tâm thành về đây dâng hương viếng cổ vĩnh biệt cổ mong cổ chứng tâm. Thắp nén tâm hương vĩnh biệt cổ từ đây, xin được cảm ơn các hộ gia đình tổ tám thăm hương viếng cổ xong bởi các bác anh chị về nơi tiếp đón uống nước chia buồn Tăng Quyến. Mời phần lễ tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của đoàn các cháu Cường, Hưng, Khiêm là bạn của anh Thực con trai cổ ở Hà Nội về viếng vào để dâng hương viếng cổ. Xin mời đoàn.
thần du sơn. Dâng hương kính. Thay lời của gia đình Tăng Quyến, cảm ơn quý khách, mời toàn thể quý khách về nơi tiếp đón uống nước chia buồn. Tăng Quyến xin chân thành cảm ơn. Thăm đến tâm hương thay lời nguyện kiệt, mong cầu dưới sứ giảng cổ an giấc ngàn thu. Xong xin được cảm ơn chị, mời chị về đây tiếp đón uống nước chia buồn. Tăng Quyến mời phần lễ tiếp theo trân trọng giới thiệu lễ viếng của các cháu Đức Quỳnh Hà Nội là bạn với con gái Hiền. Con lễ viếng dâng hương về cổ xong cảm ơn đoàn anh chị, mời các anh chị về đây tiếp đón uống nước để chia buồn cùng với Tăng Quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn. Tâm hương kính lễ cổ xong xin được cảm ơn đoàn, mời các anh chị về đây tiếp đón uống nước để chia buồn cùng Tăng Quyến. Alo, ai là chủ xe Santa Fe màu nâu đỗ ở trước cửa nhà người ta thì cho dẹp ra nơi quy định để cho người ta đánh xe vào.
cho kỳ thấp cháu Trang Ngọc, bạn Cổ Hiền vào kính viếng hồn cụ. Xin trân trọng kính mời các gia đình vào dâng lễ. Sau khi được cảm ơn đoàn sau khi thăm viếng cụ xong, mời đoàn thể quý khách về nơi tiếp đón đốn nước để chia buồn cùng với tăng quyến, cầu chúc cho vong linh cụ dưới suối vàng an giấc ngàn thu sông. Xin thay lời của gia đình tăng quyến cảm ơn các bà, mời các bà về nơi tiếp đón đốn nước chia buồn cùng với gia đình. Suối vàng cổ an rất ngàn thu, dâng nén tâm hương vĩnh biệt cổ từ đây. Sau khi đoàn trở về thăm hương viếng cổ xong, xin được chuyển lời của gia đình cảm ơn đoàn. Phần nền cảm ơn các anh, cảm ơn viếng cụ xong, mời các anh về nơi tiếp đón uống nước để chia buồn cùng tăng quyến. Cổ dưới suối vàng cổ an rất ngàn thu, mong cổ trọng tâm độ trì cho chúng con là bạn học của hiền vinh biệt cổ từ đây. Thắp nén tâm nhang nghe lời vinh biệt, mong cổ dưới suối vàng cổ an rất ngàn thu xong, cảm ơn anh mời anh về nơi tiếp đón đốn nước chia buồn đăng quyến. Vàng cổ an rất ngàn thu. Sau khi đoàn trở về thắp nhang viếng vong linh cụ xong, xin được cảm ơn đoàn, mời các anh chị về đây tiếp đón đốn nước để chia buồn cùng với tăng quyến. Gia đình xin chân thành cảm ơn.
đến phủ xong xin được cảm ơn gia đình bác.